Thưa quý vị và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục chuyện tối nay với cuộc trò chuyện với khách mời của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, mùa hè là giai đoạn cao điểm xảy ra cháy nổ và đây cũng là thời điểm mà các em học sinh trẻ nhỏ bắt đầu thời gian nghỉ hè tại nhà sau một năm học tập đầy vất vả căng thẳng. Bên cạnh những giờ phút nghỉ ngơi thoải mái, những trải nghiệm hè đáng nhớ thì cũng có nhiều vụ cháy, vụ tai nạn do trẻ nhỏ gây ra khi mà người lớn vắng nhà Chúng ta cần nhận diện những nguy cơ hiểm họa đối với trẻ em ra sao vào thời điểm này Và trẻ nhỏ cũng như là bản thân các bậc phụ huynh cần phải trang bị những kỹ năng gì Để xử lý khi mà không may xảy ra những sự cố không mong muốn Để có thể chia sẻ về nội dung đang rất được quan tâm này Thì ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới trường quay Thiếu tá Nguyễn Danh Luân, cán bộ của Cảnh sát phòng chữa chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Bộ Công an Chào chị Dạ vâng, xin được cảm ơn thiếu tá đã dành thời gian để chia sẻ về chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. À, thưa thiếu tá có thể nói rằng là cứ vào mỗi dịp mùa hè thì thỉnh thoảng chúng ta lại phải nghe những cái thông tin liên quan tới những cái vụ việc mà trẻ em không may bị thương hay là gặp sự cố do cháy nổ. Vậy thì à, trước tiên thiếu tá có thể cho biết là anh đánh giá như thế nào về thực trạng này và kinh nghiệm thực tế của anh thì đâu là những cái sự cố, những cái hiểm họa, rủi ro mà trẻ nhỏ có thể gặp phải trong cái mùa hè này ạ? À? À, thứ nhất chúng ta thấy là mùa hè là cái thời điểm mà À, các hộ gia đình sử dụng một cái lượng điện rất lớn có thể có những ngày vượt quá đến 1,5 đến 1,8 lần so với những ngày bình thường à, đây là một trong những cái nguy cơ lớn nhất xảy ra cháy nổ trong cái thời gian vừa qua thứ hai nữa đó là chính là cái sự sơ suất bất cẩn của các gia đình trong quá trình sinh hoạt hàng ngày và đặc biệt là trong quá trình sinh hoạt khi chỉ có các bạn nhỏ ở nhà mà không được hướng dẫn các trang bị, các kiến thức, kỹ năng cũng như là không được hướng dẫn cách phòng ngừa ở tại nhà như thế nào dẫn đến là khi các bạn chơi đùa đùa nghịch những cái sơ suất bất cẩn nhỏ thôi nhưng lại là nguồn nhiệt nguồn lửa phát sinh để xảy ra cháy và dẫn đến những cái hậu quả là vô cùng đáng tiếc dạ vâng đôi khi chúng ta cứ nghĩ rằng là trẻ nhỏ ở nhà và không gian à, gia đình là một cái không gian khá là an toàn đối với trẻ à, tuy nhiên cái sự chủ quan thì có thể khiến à, xảy ra những cái tai nạn những cái sự cố bất kỳ lúc nào đúng không ạ à, vậy thì thiếu ta có thể cho biết là cái nguyên nhân dẫn tới những cái vụ tai nạn về cháy nổ ở trẻ là sao không ạ à, thứ nhất là chúng ta sẽ phân tích một số các cái nguyên nhân cơ bản nhất thứ nhất đầu tiên đó là các cái về nguồn nhiệt và chất cháy về nguồn nhiệt trong các cái hộ gia đình ở đây chúng ta có thể thấy được là phát sinh ra từ hệ thống điện, từ hệ thống điều hòa, từ hệ thống sử dụng bếp đun rồi từ hệ thống uh, các cái thiết bị ví dụ như là uh, bình uh, nóng lạnh vân vân và vân vân. Thì, thì ở đây qua cái khảo sát của chúng tôi và qua các đánh giá sau những vụ cháy thì chúng ta có thể thấy rằng à khi có các bạn bình thường khi trong một ngày hoạt động bình thường thì các hộ gia đình sẽ chỉ khoảng ở nhà đến 8 giờ hoặc 8 giờ hơn sau đó thì cả nhà sẽ đi vắng và các bạn đi học bố mẹ đi làm thế nhưng bây giờ khi các bạn nhỏ ở nhà là chúng ta nhiều hộ gia đình là ở nhà cho các con sử dụng điều hòa 24 trên 24 dẫn đến là nếu như các con ở nhà liên tục như vậy cái điều hòa nó sẽ chạy liên tục như vậy thì nguy cơ xảy ra cháy nổ rất là cao cái thứ hai nữa là đối với các hộ gia đình nhiều khi sơ suất bất cẩn cắm các cái thiết bị nạp sạc các cái thiết bị ví dụ như là cục sạc dự phòng rồi ác uh, quy rồi là pin rồi đồng thời ví dụ như cắm quạt nhưng thường khi khi tắt thì, thì chỉ có ấn on ở mà không rút các thiết bị đấy ra dẫn đến là trong quá trình sinh hoạt các bạn nhỏ rất có thể sơ suất bất cẩn dẫn đến, đến những cái trường hợp cháy nổ thứ hai nữa đó là liên quan đến chất cháy nhiều hộ gia đình là khi chúng ta cho con em ở nhà không nhắc được là các cháu được chơi đùa với những vật dụng gì và không được chơi đùa vật dụng gì thế nhiều hộ gia đình bây giờ ở có con ở nhà nhà lại ở kết hợp với sản xuất kinh doanh buôn bán hàng hóa nhưng không nhắc nhở dẫn đến là các cháu có thể đùa nghịch nhiều khi là cái bật lửa chúng ta để rất vô tư thôi nhưng các cháu đùa các cháu bật cháu chạm vào cái rèm hoặc chạm vào một tờ giấy cháy đến khi hoảng loạn các cháu có thể uh, có thể thoát ra được hoặc có thể hoảng loạn nhiều cháu là chạy vào trong nhà vệ sinh nấp chạy vào tủ quần áo nấp thì khi xảy ra sự cố thì rất có thể sẽ bị bị thiệt mạng đồng thời nữa nhiều hộ gia đình thì vô ý đến mức là trang bị mua bán cả những cái chất hàng nguy hiểm cháy nổ ví dụ để trong nhà những chất lỏng cháy như xăng dầu đấy dẫn đến là khi tác động các cháu nhà đùa nghịch tác động vào nguồn nhiệt nó phát sinh vào đấy là có thể xảy ra cháy bất cứ lúc nào Dạ vâng có thể thấy rằng là nguy cơ thì luôn luôn hiện hữu à, tuy nhiên thì rất khó có thể tránh khỏi cái việc là trong mùa hè khi các bạn học sinh được nghỉ học tại nhà thì sẽ có những lúc mà cha mẹ hay là người lớn không có nhà và các bạn phải ở nhà một mình nhất là với những cái bạn mà ở trong cái độ tuổi mà bố mẹ nghĩ rằng là có thể tự chăm lo cho mình trong cái khoảng thời gian nhất định rồi vậy thì à, theo thiếu tá thì để có thể đảm bảo an toàn cho trẻ trước những cái nguy cơ cháy nổ như là anh đã vừa chia sẻ thì à, theo anh chúng ta sẽ cần phải trang bị cho trẻ những kỹ năng như thế nào và nhất là khi mà trẻ phải ở nhà một mình ạ à. À, thứ nhất thì đối với các bậc phụ huynh nếu uh, xác định được con em của mình mà có đủ năng lực để ở nhà một mình thì chúng ta có thể uh, trước tiên phải trang bị cho các con những cái quy tắc quy tắc thứ nhất là những đồ vật gì con được phép chơi đùa những đồ vật gì con được phép không được chơi đùa thứ hai nữa là về các cái thiết bị sinh lửa sinh nhiệt Ví dụ hướng dẫn các con là con không được sờ tay vào ổ cắm điện, sờ tay vào công tắc, sờ tay vào không được tự ý đun nấu khi chưa có sự giám sát của bố mẹ. Đó là nguyên tắc. Thứ hai nữa là hướng dẫn các con các khu vực nguy hiểm ở trong gia đình, tránh để các, các con ở nhà tự đùa nghịch vào các khu vực đấy và có thể gây ra các cái sự cố cháy nổ. Thứ ba nữa là chúng ta thấy là như các cái hệ thống thiết bị tiêu thụ điện, ví dụ như cái điều hòa, chúng ta có thể cho các con sử dụng một vài khoảng thời gian nhưng đến thời điểm nào đó thì chúng ta có thể là hướng dẫn các con có thể gọi điện về để cho các con tắt các cái thiết bị đấy đi để tránh nó sử dụng quá lâu có thể gây chập cháy thứ ba nữa nếu như các gia đình nếu như có con em để ở nhà một mình thì tôi khuyên rằng là nên trang bị lắp đặt các cái thiết bị như camera để có thể thỉnh thoảng chúng ta có thể quan sát xem các con có làm đúng như lời của chúng ta dặn không để có thể có gọi điện về nhắc nhở là con không được thao tác đấy con không được thao tác kia chỉ được sử dụng hoặc các cái thiết bị này để tránh xảy ra các cái sự cố đáng tiếc cái thứ hai là đối với các bạn nhỏ khi ở nhà thì đầu tiên đó là phải chấp hành những cái lời mà bố mẹ đã khuyên bảo thứ hai là không được đùa nghịch vào các cái thiết bị sinh lửa sinh nhiệt ví dụ như các cái hệ thống ổ cắm phích cắm ở các cái hệ thống tiêu thụ điện hai nữa là không được sử dụng các cái mà có thể sinh lửa như là bật lửa uh, que diêm để đốt vào những cái vật dụng có thể dễ xảy ra cháy nổ và thứ ba nữa khi các con ở nhà thì các con cần phải có những cái kỹ năng để khi không may xảy ra các cái sự cố thì các con có thể xử lý một cách hiệu quả thứ nhất đó là kỹ năng không may xảy ra sự cố cháy thì các con phải có kỹ năng uh, báo cháy. Ví dụ khi xảy ra sự cố cháy thì các con cần phải báo động cháy thật to bằng cách hô hoán lên hoặc là ấn chuông báo cháy sang nhà hàng xóm để thông báo cho những người lớn được biết là nhà mình xảy ra những sự cố để người lớn có thể hướng dẫn hoặc hỗ trợ chúng ta xử lý các đám cháy khi mới phát sinh. Đồng thời có thể là có gọi điện trực tiếp đến số 114 để có điện báo cháy thứ hai nữa là các con cần phải có kỹ năng kỹ năng thoát nạn khi không may ở nhà để xảy ra cháy thứ nhất đó là các con cần lưu ý rằng là khi di chuyển thoát nạn thì các bạn nhỏ cần phải bảo vệ được cơ quan hấp bảo vệ được cơ quan hấp bằng cách nào các bạn có thể sử dụng khăn vải ướt mặt nạ lọc độc nếu gia đình trang bị để bịt vào mũi và miệng khi di chuyển thì hạ thấp trọng tâm cơ thể để tránh khói khí độc và di chuyển cố gắng nếu cháy ở các tầng bên trên thì có thể thoát ra ngoài qua lối cầu thang bộ dưới xuống tầng 1 để thoát ra lối cửa chính. Nếu cháy tầng bên dưới thì nếu khói khí độc đã quá lớn ở lối cầu thang bộ của ngôi nhà thì hãy nhanh chóng di chuyển lên sân thượng nơi mà chúng ta có thể có cơ hội sống sót cao nhất. Trong trường hợp không thể thoát ra khỏi căn phòng uh, vì bên ngoài hành lang quá rất nhiều khói khí độc thì các bạn hãy ở lại trong phòng, đóng cửa lại, sử dụng khăn vải ướt chèn vào khe cửa, băng dính dán vào khe cửa và di chuyển ra ban công gọi to ra hiệu gầm những vật dụng dễ gây được sự chú ý để những người phía dưới biết được mình đang bị mắc kẹt. Đồng thời với đó là gọi điện đến số 114 để thông báo vị trí người bị nạn, tình trạng của mình nạn. Ví dụ như cháu đang ở căn nhà này, địa chỉ này, cháu đang bị mắc kẹt ở tầng 3, cháu vẫn khỏe, vẫn có thể để di chuyển được, vân vân để lực lượng chức năng hướng dẫn cách di chuyển thoát nạn hoặc cách chờ lực lượng chức năng đến cứu. Đồng thời trong những cái trường hợp mà xảy ra sự cố ở các chung cư nhà cao tầng thì chúng ta lưu ý là các bạn có thể di chuyển theo lối cầu thang bộ của ngôi nhà của tòa nhà để xuống khu vực tầng 1 để thoát nạn. Trong trường hợp mà tầng các cái cầu thang bộ của tòa nhà cũng bị nhiễm khói thì làm tương tự như các cái trường hợp vừa xong là ở lại trong phòng, đóng cửa lại, sử dụng băng dính, vải ướt chèn vào cái cửa để chờ gọi điện và chờ lực lượng chức năng đến cứu. Dạ vâng, à, có thể thấy rằng là nhiều năm trở lại đây thì cứ vào mỗi dịp hè thì rất nhiều phụ huynh cũng đã có cái ý thức chủ động hơn trong việc là phòng ngừa tai nạn cho con bằng cách là cho con tham gia vào những cái khóa học làm lính cứu hỏa này hay là học kỳ quân đội, học kỳ công an vân vân. Và chắc chắn rằng đây là sẽ sẽ là những cái trải nghiệm rất là thú vị và bổ ích đối với trẻ để các con trang bị thêm cho mình những kỹ năng cần thiết để bảo vệ bản thân à, tuy nhiên thì thiếu tá có thể cho biết là theo anh thì những cái khóa học này tham gia vào những khóa học này liệu rằng có đủ để khiến cho các em có được những kỹ năng cơ bản và để các con có thể đảm bảo an toàn nhất hay không và các bậc phụ huynh cũng sẽ cần phải lưu ý điều gì khi mà lựa chọn những khóa học và cho con tham gia những khóa học này để đảm bảo là vừa an toàn và vừa bổ ích cho trẻ À, khi cho các bạn trẻ đi tham gia các bạn nhỏ đi tham gia các cái khóa chạy hè Thì mỗi khóa chạy hè mỗi cái chương trình chạy hè nó có những cái mục tiêu khác nhau Ví dụ như có những cái chạy hè thì không, không, không chỉ có nguyên về phòng cháy Mà còn các cái thức, kỹ năng phòng vệ Kỹ năng ví dụ như tránh bị cướp giật Đảm bảo an ninh trên không gian mạng Thì mỗi khóa học sẽ có những cái nội dung đa dạng khác nhau ví dụ thì cũng có những cái khóa chạy hè là chuyên chỉ về phòng cháy chữa cháy và thoát nạn thì tùy các gia đình lựa chọn mà chúng ta có những cái cách uh, tiếp cận khác nhau cho nó phù hợp ví dụ giả sử như năm nay con nhà mình mới bắt đầu tham gia chạy hè lần đầu tiên mà cần những cái kỹ năng về phòng cháy chữa cháy hoặc thoát nạn chẳng hạn thì có thể tham gia những cái chương trình Chạy hè mà chúng ta tìm hiểu nó có nhiều các kiến thức liên quan đến phòng cháy cháy và thoát nạn hơn kể cả những vấn đề liên quan đến cả đuối nước và kỹ năng cứu người đuối nước đấy những các bạn khác đã được tham gia những cái đã có những kỹ năng đấy rồi thì trong cái khóa chạy hè sau thì có thể tham gia những cái cái nâng cao hơn hoặc là cái những cái mới mẻ hơn ví dụ như ngoài được ôn lại những kỹ năng phòng cháy thì còn biết cách cả kỹ năng phòng bị ở trên không gian mạng rồi phòng ngừa khi bị xảy ra cướp giật vân vân và vân vân và kỹ năng kỷ luật bản thân thì tùy vào mỗi cái khóa trại hè mà các bậc phụ huynh tìm hiểu thì mục tiêu phấn đấu muốn cho con mình những cái kỹ năng nào thì chúng ta nên lựa chọn những cái kỹ năng đấy và đồng thời giữa ngoài cũng phải nói luôn là những cái kỹ năng đấy là những cái kỹ năng mà chúng ta cho các bạn được học và được thực hành ngay khi tham gia các khóa trại hè thì các bạn có những kỹ năng mà rất là linh hoạt nhưng tuy nhiên đấy chưa phải là tất cả mà nó còn cần thêm các yếu tố còn điều kiện thực tế của mỗi gia đình, mỗi hộ gia đình nhà chúng ta ở mặt đất, nhà chúng ta ở biệt thự, nhà chúng ta ở chung cư cao tầng thì mỗi cái loại hình gia đình ở thì cần có những cái điều kiện đảm bảo an toàn khác nhau mà trong cuộc sống thì các bậc phụ huynh hoặc ở trên ghế nhà trường các thầy cô cần phải hướng dẫn cho các con. Dạ vâng ạ một lần nữa xin được cảm ơn thiếu tá Nguyễn Danh Luân đã dành thời gian đến với chương trình và có những chia sẻ hết sức hữu ích cho chương trình ngày hôm nay của chúng tôi ạ. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.